trường tiểu học Xuân Phổ tổ chức ngày hội tiếng hát dân ca năm 2020. Những năm qua, phong trào đưa tiếng hát dân ca vào trường học luôn được trường tiểu học Xuân Phổ quan tâm. Phong trào tập luyện được duy trì thường xuyên. Đây là dịp để các em học sinh tự tin thể hiện năng khiếu của mình đối với loại hình dân ca ví dặm. Các tiết mục có chủ đề về quê hương đất nước, về Bác Hồ vĩ đại, về con người xứ Nghệ, về thầy cô được các em thể hiện, đem lại không khí phấn khởi trong dịp 20 tháng 11 này.